Aw, oh, damn it! Dude, bad news. You're dead. What? But I'm deaf! Sorry, dude. Super deaf. You're done. When a deaf dies, he gets reincarnated. You're being reincarnated as a Chinese baby right now. Girl? Girl. Có thể bạn đã biết những cái dark joke như thế này liên quan đến việc sinh con tại Trung Quốc. Và những tình huống này thực sự có thật ở ngoài đời. Như câu chuyện thương tâm của một phụ nữ tại thành phố Vu Hồ, tỉnh An Huy. Hai vợ chồng đã có với nhau một đứa con gái, nhưng người chồng liên tục đòi ly hôn vì vợ mang thai 4 lần trong một năm, vẫn không phải con trai. Mang thai rồi phá liên tục đã khiến cô không thể qua khỏi. Từ lâu chúng ta đã biết đến Trung Quốc với cái tên đất nước tỷ dân, bởi dân số Trung Quốc luôn thuộc hàng top đầu những quốc gia đông nhất trên thế giới. Tính tới năm 2021, dân số của họ đã là khoảng 1,4 tỷ người, chiếm hơn 1/8 dân số thế giới. Điều này khiến cho chính phủ Trung Quốc gặp rất nhiều khó khăn trong việc kiểm soát kinh tế, tài nguyên và cơ sở hạ tầng, v.v. Năm 1979, Trung Quốc đã ban hành chính sách một con nhằm mục đích kiểm soát dân số. Nhưng với một quốc gia phương Đông vẫn còn quá nhiều định kiến trong khoảng thời gian thi hành, chính sách này đã trở thành con dao hai lưỡi, đẻ ra vô số các hệ lụy mà nghiêm trọng nhất là mất cân bằng giới tính. Vậy cụ thể ra sao? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu trong bài viết của tác giả Geki đã được đăng tải trên website của Spyroom nhé! Chính sách một con là gì? Tên chính thức do chính phủ Trung Quốc đặt là Chính sách Kế hoạch hóa gia đình. Chính sách này đã được ban hành khi chính phủ Trung Quốc bắt đầu mất cân bằng trong việc kiểm soát dân số, cơ sở hạ tầng, công việc và phúc lợi xã hội. Như các bạn có thể thấy trong biểu đồ, dân số Trung Quốc giai đoạn từ năm 1980 tới năm 1990 tăng phi mã, không có dấu hiệu giảm. Chính sách này hạn chế mỗi một cặp vợ chồng ở thành thị chỉ được sinh một con. Những trường hợp ngoại lệ áp dụng đối với các cặp vợ chồng ở nông thôn có con gái đầu lòng, các dân tộc thiểu số và những cặp vợ chồng là con một. Người phát ngôn của Ủy ban Dân số và Kế hoạch hóa gia đình quốc gia cho biết khoảng 35,9% dân số Trung Quốc nằm trong phạm vi của chính sách một con, 52,9% trong phạm vi của chính sách một con và một nửa, 11% có thể sinh hai con hoặc nhiều hơn. Nếu lỡ có đứa con thứ hai thì sao? Những cặp vợ chồng vi phạm chính sách một con, dù vô tình hay cố ý, phải đóng một mức phạt cao gấp nhiều lần so với thu nhập bình quân thông thường của họ. Ấy là nếu họ muốn sinh đứa con ra. Năm 2000, chính quyền Trung Quốc gọi mức phạt sinh con thứ hai là phí đóng góp cho xã hội, chứ không phải tiền phạt. Chi phí này nhằm trang trải những thiệt hại cho xã hội do đứa con thứ hai của các gia đình gây ra. Riêng năm 2010, tổng tiền phạt thu về khoảng 20 tỷ nhân dân tệ, khoảng hơn 68.000 tỷ Việt Nam đồng. Mức phạt cho từng cặp vợ chồng được chính quyền các địa phương tự định ra, tính theo thu nhập của gia đình vi phạm và nhiều yếu tố khác. Nếu gia đình vi phạm chống đối không đóng khoản phí này, những đứa con ngoài chính sách không được đăng ký khai sinh, không có tên trong hộ khẩu, không được cấp chứng minh thư, không được tham gia vào hệ thống bảo hiểm, cũng như không được hưởng hệ thống giáo dục, sức khỏe của nhà nước. Theo số liệu của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc vào năm 2011, có 13 triệu người dân Trung Quốc không được xã hội thừa nhận do không có hộ khẩu. Trong trường hợp người mẹ bị phát hiện đang mang thai ngoài chính sách và không có khả năng đóng tiền phạt, sẽ bị cưỡng ép phá thai. Một số trường hợp phá thai cưỡng bức dẫn đến thai phụ bị tử vong. Ngoài ra, một số biện pháp phụ khác cũng được thi hành như đặt vòng tránh thai cho phụ nữ có một con, triệt sản cho phụ nữ có hai con. Thậm chí ở một vài nơi, hình phạt còn cực đoan hơn vậy rất nhiều. Chính quyền một số tỉnh như Quảng Đông từng đề ra chiến dịch chống 3-0, không chứng minh thư, không hộ khẩu, không giấy phép tạm trú, bao gồm bắt giữ, đánh đập và giam giữ những người công dân không hộ khẩu. Xét về mặt dân số, có vẻ chính sách này có hiệu quả. Nhưng xét về mặt đạo đức và nhân quyền, không khác gì Trung Quốc đang ép buộc và cưỡng đoạt dân quyền của nhân dân, thậm chí có phần vô nhân đạo. Nếu đứa con đầu không đúng với giới tính mong muốn thì sao? Đối với một vài bậc cha mẹ Á Đông, có được cả trai lẫn gái thì mới gọi là toàn vẹn. Nhưng nếu chỉ được chọn giữa một con trai hay con gái, hầu hết người Trung Quốc sẽ chọn sinh con trai. Nhưng cha mẹ thì chẳng thể nào tự mình quyết định giới tính của đứa con mà mình sắp đẻ ra. Nếu không trúng theo mong muốn của họ, họ sẽ nhẫn tâm mà bỏ đứa bé ấy luôn. Theo nhà báo SCMP dẫn lời chuyên gia Chang Huan Bao, số ca nạo phá thai nhi thuộc giới tính nữ, trong khi thi hành chính sách một con là 20 triệu ca. Trả lời cho câu hỏi tại sao lại là con trai, chúng ta thường nghe thấy những lý lẽ trên bàn nhậu của các ông các bà như không có con trai nói giỏi à, sau này ai thắp hương thờ cúng ông bà tổ tiên, đẻ đứa con gái thì nó đi lấy chồng mất, v.v.
Trung Quốc vốn là cái nôi của xã hội phong kiến trọng nam khinh nữ, nên những lý do được đưa ra cũng chẳng hề xa lạ. Han Chuxian, một bác sĩ sản khoa đã nghỉ hưu ở Hà Nam, cho biết bà đã thực hiện hàng trăm ca phá thai vào những năm 90 của thế kỷ trước. Tôi không thể nhớ con số chính xác, nhưng nhiều người không muốn có con gái đầu lòng. Nếu họ đã có một bé gái, họ vẫn muốn có một đứa con trai, bất chấp việc sẽ bị phạt nặng vì vi phạm chính sách một con. Tư tưởng trọng nam khinh nữ kết hợp với một chính sách thiếu đạo đức đã cướp đi cơ hội ra đời của hàng triệu bé gái. Theo thời báo Hoàn Cầu, thai phụ Phùng Kiến Mai, 27 tuổi, sống ở thôn Ngư Bình, thị trấn Tăng Gia, đã bị các quan chức địa phương bắt giữ và đưa vào bệnh viện để ép buộc phá thai. Cô đang mang thai đứa con thứ hai, nhưng lại không thể trả được khoản tiền phạt 40.000 nhân dân tệ, tức 6.320 USD. Các quan chức địa phương đã nhẫn tâm ra lệnh cho tiêm thuốc giết chết các sinh linh bé bỏng trong bụng mẹ. Bức ảnh chụp cảnh người mẹ rũ rượi nằm bên cạnh thi thể đứa bé đã không được cất tiếng khóc chào đời, được tung lên mạng Weibo một tuần sau đó. Nhiều người dân Trung Quốc đã tỏ rõ sự phẫn nộ của mình trước hành động tàn nhẫn này. Cục Kế hoạch hóa gia đình thị trấn Tăng Gia khẳng định là họ đã làm đúng luật, do vợ chồng này đã có một con gái 6 tuổi và thai phụ đồng ý phá thai. Tuy nhiên, người chồng thai phụ là Đặng Cát Nguyên lại tố cáo rằng chính quyền địa phương đã đến nhà đòi nộp phạt một xu cũng không được thiếu hoặc phải phá thai. Do quá nghèo, gia đình thai phụ chẳng đào đâu ra tiền để nộp khoản tiền phạt này. Khoảng 20-30 quan chức địa phương đã ập đến nhà, bắt giam thai phụ suốt 3 ngày, lại còn trói chân tay và bịt mắt. Sau đó, họ ép thai phụ phải ký vào giấy cam kết đồng ý phá thai, rồi tiêm thuốc giết chết đứa bé vô tội trong bụng mẹ. Vụ việc đã gây xôn xao dư luận, vì lúc đó có luật cấm phá thai trên 6 tháng ở Trung Quốc. Nhân dân Trung Quốc phẫn nộ, gọi đây là hành động phi nhân tính. Vậy thì, chính sách một con có thực sự hiệu quả hay không? Theo Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, tình trạng mất cân bằng giới tính ở nước này gia tăng đến mức nghiêm trọng. Ở thành phố, tỷ lệ này là 120 nam trên 100 nữ, còn ở nông thôn là 130 nam trên 100 nữ. Theo chuyên gia Giang Phan từ Đại học Nhân dân Trung Quốc, hệ lụy của việc thiếu cô dâu có thể còn nghiêm trọng hơn những gì được thống kê, vì hiện Trung Quốc có ngày càng nhiều phụ nữ lớn tuổi. Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh diễn ra trong suốt hơn 40 năm, dẫn đến số lượng nam nhiều hơn nữ khoảng 34-35 triệu người. Điều này có nghĩa là ít nhất có hơn 30 triệu đàn ông Trung Quốc không thể tìm được vợ Trung Quốc nếu họ muốn kết hôn. Sự khan hiếm phụ nữ ở Trung Quốc đã làm cho các cô gái có giá trị xã hội rất cao. Để dễ hình dung thì là 10 gã đàn ông mới ngang được với một cô gái. Trong những video phỏng vấn hay lan tràn trên mạng xã hội, các cô gái Trung Quốc thường yêu cầu đối tượng kết hôn cần phải có nhà, có xe, có kinh tế vững chắc, có tài khoản tiết kiệm lớn. Về chuyện tình cảm đôi lứa, ông bà ta thường nói là mây tầng nào gặp gió tầng nấy. Nhưng đôi khi ở Trung Quốc, chỉ cần bạn là con gái thì cũng đủ điều kiện đòi hỏi những tiêu chí trên rồi. Sự mất cân bằng đã bóp méo nhận thức của bậc làm cha làm mẹ. Họ coi con gái như một khoản đầu tư, rồi khi con gả đi là lúc lấy lại vốn và thu lãi. Về phía nam giới Trung Quốc, họ cho rằng rất khó để có thể mua được nhà trên thành phố trước 30 tuổi và cũng rất khó để có tài khoản tiết kiệm lớn trước tuổi 40. Nếu bạn không phải là một tổng tài, lấy vợ gần như là một giấc mơ rất xa vời. Chưa kể còn những câu chuyện dở khóc dở cười như là trào lưu không kết hôn ở giới trẻ, trào lưu kết hôn nhưng ai ở nhà nấy, trào lưu hôn nhân một ngày, rồi thì open relationship. Những trào lưu như vậy phần nào đã khiến hai từ tình yêu mất đi ý nghĩa thiêng liêng và nguyên thủy của nó. Không chỉ dừng lại ở đó, mất cân bằng giới tính đã góp phần làm tỷ lệ tội phạm buôn bán phụ nữ trẻ em tăng cao. Thì tất nhiên là nếu trong nội địa thiếu phụ nữ quá thì phải nhập khẩu phụ nữ từ bên ngoài. Và vấn nạn này gây ảnh hưởng trực tiếp tới Việt Nam của chúng ta, khi mà sang tàu lấy chồng là lý do chính để dẫn dụ các cô gái đi sang phía bên kia biên giới. Ngoài ra, không kết hôn ở giới trẻ đã đẩy mạnh tình trạng già hóa dân số ở Trung Quốc, gây ảnh hưởng trực tiếp đến lao động và phúc lợi xã hội. Theo dữ liệu chính thức, Trung Quốc có 209,78 triệu người trên 65 tuổi vào năm ngoái, chiếm 14,9% dân số, tăng từ con số 200 triệu vào năm 2021. Việc dân số già hóa tạo gánh nặng lên hệ thống lương hưu và an sinh xã hội, làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế và suy giảm tiềm lực tài chính. Vậy, chỉ cần bỏ chính sách một con, khuyến khích sinh con thứ hai là mọi vấn đề sẽ được giải quyết, phải không? Đến khi nhận ra thì muộn rồi. Chính sách khuyến khích sinh con thứ hai được đưa ra vào năm 2016 cũng khó có thể thúc đẩy tỷ lệ sinh hiện nay ở Trung Quốc. Hiện tỷ lệ sinh bình quân là 1,3 con trên một người phụ nữ. Bởi ở các đô thị lớn hiện nay, sinh thêm con là chuyện không dễ dàng khi áp lực giá nhà và sinh hoạt phí tăng cao.
dân số là một trong những thế mạnh lớn nhất của Trung Quốc. Trong nhiều thập niên, Trung Quốc dựa vào số lượng lao động trẻ dồi dào sẵn sàng làm việc với mức lương thấp để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, hiện nay, giá nhân công đang tăng cao, một phần do thiếu hụt nguồn cung lao động. Thế hệ lao động dồi dào từ thế kỷ trước đang già đi, còn thế hệ lao động trẻ hiện tại thì khan hiếm. Như ông Jack Ma đã từng nhận định về vấn đề này, 1,4 tỷ người ở Trung Quốc nghe thì có vẻ rất nhiều, nhưng tôi nghĩ trong 20 năm nữa, dân số giảm sẽ là một vấn đề lớn đối với Trung Quốc. Tốc độ dân số giảm sẽ còn gia tăng. Dân số già gây áp lực lớn lên các bệnh viện và hệ thống hưu trí. Già hóa dân số khiến các khoản chi phí dành cho an sinh xã hội lớn hơn, ảnh hưởng tới tốc độ tăng trưởng kinh tế. Với sự gia tăng nhanh chóng của dân số cao tuổi, hệ thống bảo hiểm tuổi già sẽ trở thành hạng mục chi tiêu lớn nhất trong toàn bộ hệ thống an sinh xã hội. Việc kéo dài tuổi thọ sẽ kéo dài thời gian người cao tuổi được hưởng lương hưu, đồng thời áp lực chi trả lương hưu của nhà nước sẽ tăng lên. Tới cuối năm 2022, hệ thống lương hưu trợ cấp đã phải chi trả cho 1,05 tỷ người, khiến 350 triệu người không được hưởng nguồn trợ cấp này. Mức lương hưu cơ bản trung bình hàng tháng tại thành thị là khoảng 3.300 tệ, tương đương với 460 USD, trong khi nông thôn chỉ được khoảng 435 USD. Trong khi đó ở Hoa Kỳ, mức lương hưu được hưởng là tận 1.830 USD. Vì vậy, vấn đề lớn nhất mà quỹ lương hưu ở Trung Quốc phải đối mặt là vấn đề thâm hụt quỹ, có áp lực kép là giảm thu nhập và tăng chi. Vấn đề chăm sóc người già là một bài toán khó với Trung Quốc, nhất là người độc thân, mà một tỷ lệ lớn là nam giới độc thân. Đây được coi là những đối tượng đặc biệt khó khăn trong chăm sóc khi về già, vì họ không có bạn đời và con cái, phụ thuộc hoàn toàn vào an sinh xã hội và các dịch vụ chăm sóc người già. Họ yêu cầu nhà nước phải có trách nhiệm với phần cuối đời của họ. Trung Quốc có nhận ra vấn đề họ đang phải đối mặt hay không? Câu trả lời là có, vì sự chênh lệch giới tính và già hóa dân số đã chạm ngưỡng báo động. Chính phủ Trung Quốc đã ban hành chính sách khuyến khích sinh con với các khoản hỗ trợ kinh phí sinh hoạt, kéo dài thời gian làm việc cho người cao tuổi, tập trung nâng cấp phúc lợi xã hội, phúc lợi y tế. Thậm chí, họ tuyệt vọng tới mức phải đề xuất chính sách ba con, gây tranh cãi lớn trong dân chúng. Liệu Trung Quốc có thể thoát ra khỏi mớ bồng bông do chính mình tạo ra hay không? Chỉ thời gian mới có thể trả lời hết được. Và đó là những nhận định của tác giả Geki đã được đăng tải trên website của Spyroom. Ý kiến của bạn về vấn đề này ra sao? Liệu có còn hướng giải quyết nào khả thi hay không? Hãy để lại bình luận của mình ở bên dưới nhé. Cũng đừng quên nhấn like và subscribe cho kênh Spyroom để đón nhận thêm nhiều nội dung thú vị sẽ được ra mắt trong tương lai.